Cô gái chạy xe qua cầu gỗ dài nhất Việt Nam khiến người xem nín thở từ đầu đến cuối. Trời, ghê chưa? Ghê chưa? Với người dân miền Bắc, cầu treo chồng chành vắt vẻo qua sông là thử thách siêu khó mà người yếu tim không bao giờ dám thử. Còn ở miền Trung, những cây cầu gỗ lại trở thành huyền thoại mỗi khi được nhắc đến. Như cây cầu đang viral ở Hoài Mỹ, Hoài Nhân, Bình Định này chẳng hạn, chắc hẳn không phải ai cũng đủ can đảm lái xe đi qua dù chỉ một lần. Tuy nhiên, hai cô gái đã có trải nghiệm đáng nhớ và quay lại clip. Trong clip, cả hai đèo nhau trên xe máy di chuyển qua cây cầu gỗ có chiều rộng khoảng 1m, dài khoảng 3km. Xung quanh cầu không có lan can hay thành chắn nào. Với độ dài bát ngát lại nằm trơ trọi giữa sông, hai cô gái phải nín thở từ đầu đến cuối. Theo dõi đoạn clip, người xem cũng ngồi hợp nín thở chờ xem cái kết. Chỉ cần chến choáng tay lái một chút, khổ chủ rất dễ rơi xuống sông. Sau cùng, hai cô gái đã qua được bờ sông bên kia an toàn khiến tất cả thở phào. Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip đã thu hút cả triệu lượt view. Đây được xem là màn qua cầu gỗ dài nhất Việt Nam và hấp dẫn nhất vì xem mãi vẫn chưa thấy bờ. Cô gái cầm lái cũng được khen ngợi vì độ can đảm và tay lái cực lụa. Được biết đã 10 năm trôi qua, cô gái cầm lái mới dám đi qua cây cầu này thêm một lần nữa. Một số bình luận của dân mạng: cắt ngắn video giùm em, làm ơn đi mà, dài quá em nín thở muốn hết hơi rồi đó, xem mà hoa mắt, say sẩm mặt mày luôn, đây chắc là cây cầu gỗ dài nhất Việt Nam, đi mãi mà không tới bờ bên kia, làm mình nín thở thấy mệt luôn, xem đoạn giữa mà tim đập loạn xạ, sợ quá. Đấy là gặp bạn nữ trong video lái cứng thôi, chứ gặp con bạn thân của tôi chắc hai đứa rớt xuống sông, còn nếu là tôi thì tôi quăng xe bơi qua bờ chứ không dám lái vậy đâu. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.